Ý tôn giả thế nào trong chân như của tất cả pháp? Phải có một pháp hay một Bồ Tát có thể đắc không? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Khi ấy cụ thọ thiện hiện nói với Xá Lợi Tử, nếu tất cả pháp là chắc thật, là an trụ hoàn toàn vô sở hữu và đều bất khả đắc, thì tại sao Xá Lợi Tử lại khởi lên ý nghĩ đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, Bồ Tát này nhất định có thối thất, hay đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, Bồ Tát này nhất định không có thối thất, hay đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, Bồ Tát này nói chẳng quyết định, như vậy Bồ Tát này là thanh văn thừa, hay Bồ Tát này là độc giác thừa, hay Bồ Tát này là vô thượng thừa, như vậy là ba hay là một? Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát hoàn toàn vô sở đắc đối với tất cả pháp, đối với chân như tất cả pháp cũng tin hiểu hoàn toàn và chúng đều vô sở đắc, đối với các Bồ Tát cũng vô sở đắc, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng vô sở đắc, phải biết đây mới là